Thúy Kiều và những điểm đặc ân khi là trợ lý Ngọc Trinh, như sự kiện chiếm spotlight chủ tịch còn được khen ăn hình. Thúy Kiều và Ngọc Trinh chính là cặp đôi trợ lý nghệ sĩ được đông đảo khán giả quan tâm. Họ có mối quan hệ thân thiết, kề vai sát cánh trong mọi hoàn cảnh. Sau nhiều năm đồng hành cùng người đẹp gốc Trà Vinh, cô giúp việc ngày nào nay đã một bước lên hương không kém cạnh nghệ sĩ. Thậm chí trong một lần tham dự sự kiện, Thúy Kiều ngồi phía sau Ngọc Trinh và chị ông Địa. Đến khi chụp ảnh thì cô nàng không ngần ngại mà tạo dáng chụp ké ở phía sau. Đã thế còn được anh chụp hình khen là Thúy Kiều quá trời ăn hình rồi, khiến mọi người trêu ghẹo rằng người chiếm spotlight của Ngọc Trinh không phải ai xa lạ mà chính là cô trợ lý quen thuộc của mình. Thúy Kiều luôn được tham gia những chuyến đi đắt đỏ, quen thuộc với việc khui đồ hiệu, thử qua túi xách, giày dép nữ hoàng nội y vừa mua. Dân tình không khỏi choáng ngợp khi Thúy Kiều đeo trên tay chiếc đồng hồ đính kim cương có giá 4,5 tỷ đồng, được người đẹp tặng xế hộp có giá khoảng 1,2 tỷ đồng. Thậm chí có lần, Thúy Kiều trở thành nhân vật chính, cô diện chiếc đầm hồng đất on body. Đây cũng là dress code cho phái nữ khi Quỳnh Thư xuất hiện bên cạnh cũng diện trang phục tông màu này. Không cần sự xuất hiện của chân dài Trà Vinh, Thúy Kiều vẫn tự tin thể hiện và chiếm trọn spotlight trong video. Trước đó, cô nàng cũng xuất hiện trong video khác của Đỗ Long. Cô diện áo đen, giày và túi xách đen matching với nhau, ngay cả khi làm nữ phụ. Sức hút của cái tên Thúy Kiều đến cộng đồng mạng cũng vô cùng lớn. Từ người làm lo cơm nước cho Ngọc Trinh, cô đã trở thành nhân vật không thể thiếu trong các cuộc vui của hội bạn thân nổi tiếng. Ngoài ra, những bộ trang phục đời thường cô diện đều là hàng hiệu, chiếc áo phông đơn giản cũng hàng triệu đồng. Nhiều cư dân mạng còn hài hước bảo rằng đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thúy Kiều kề cạnh yêu nữ hàng hiệu mỗi ngày chắc hẳn cũng đã được ảnh hưởng thú chơi hàng hiệu của người đẹp. Cô nàng còn từng khiến dân tình không khỏi trầm trồ khi hợp tác cùng diễn viên Lê Nam trong một dự án phim. Cô đảm nhận vai công an và rất hào hứng với vai diễn. Cuộc sống của Thúy Kiều như một bước lên mây khi có sức hút nhất định trên các nền tảng mạng xã hội và được tham gia nghệ thuật. Đặc biệt, nữ hoàng nội y còn chăm sóc rất chu đáo cho cô em. Trong buổi học kịch bản, Thúy Kiều có cả ekip chuyên nghiệp hơn 10 người chuẩn bị về make-up trang phục. Được chủ tịch thương yêu, nàng trợ lý từng tuyên bố sẽ không bao giờ nghỉ việc dù nơi khác trả lương hàng tỷ đồng. Thúy Kiều dù không phải là nhân vật hoạt động showbiz, nhưng cô khá nổi tiếng trên mạng xã hội với vai trò là trợ lý kiêm quản gia của Ngọc Trinh. Không chỉ được nữ hoàng nội y cho tham gia những cuộc vui xa xỉ, du lịch tặng quà đắt đỏ, cô còn tạo được mối quan hệ nhất định cùng các nghệ sĩ Việt và được hậu thuẫn tham gia showbiz. Từ ngày đồng hành với Ngọc Trinh, Thúy Kiều có cuộc sống vô cùng thoải mái, sung sướng. Ngọc Trinh thậm chí làm nhiều thứ theo ý muốn của Thúy Kiều, chỉ để người giúp việc hài lòng. Mối quan hệ chủ tớ khiến nhiều người phải ghen tị. Làm gì á? Tớ hệt á. Vừa giảm mai. Không phải mình nè. Bên cạnh vai trò trợ lý, Thúy Kiều còn bán hàng online và phát triển bản thân khi nhận đóng phim. Ngọc Trinh còn từng nói rằng không muốn họ bỏ đi chỉ vì cảm thấy vất vả. Ở với tôi rất sướng vì tính tôi dễ. Mình ăn cái gì là hai cô cũng ăn cái đó. Còn bạn thấy sao video đây? Hãy để lại bình luận cho Danh biết với nha. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.